Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Chính quyền Hồng Kông chỉ trích việc Hoa Kỳ thông qua dự luật đóng cửa các văn phòng của Hồng Kông tại Hoa Kỳ. Chính quyền Hồng Kông mới đây đã lên án việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật có thể đóng cửa các văn phòng kinh tế và thương mại của Hồng Kông tại Hoa Kỳ. Hồng Kông gọi đây là hành động bóp méo sự thật và can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ Chính phủ Trung Cộng cũng đe dọa là họ sẽ có biện pháp đối phó nếu như dự luật này của Hoa Kỳ được thực thi. Dự luật vừa được thông qua với tỷ lệ là 413 phiếu thuận, mà chỉ có 3 phiếu chống, yêu cầu phải xem xét lại đặc quyền cho các văn phòng của Hồng Kông tại Washington, New York cũng như San Francisco. Nếu Hồng Kông không đáp ứng tiêu chuẩn tự chủ cao tách rời khỏi Trung Cộng, thì các văn phòng này sẽ phải đóng cửa trong vòng 180 ngày. Dự luật này còn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Hoa Kỳ ký trước khi ban thành luật. Bộ trưởng Bộ Thương mại Hồng Kông là Angenon Jor gọi dự luật của Hoa Kỳ nói trên là sự vu khống chính trị, đồng thời cho rằng khoảng 70% các công ty của Hoa Kỳ tại Hồng Kông không bị ảnh hưởng tiêu cực từ luật an ninh mà Trung Cộng áp đặt vào năm 2020. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cảnh báo rằng hành động của Hoa Kỳ sẽ gây tổn hại tới lợi ích kinh tế của nước Mỹ. Dự luật này được coi là bước tiếp theo trong việc thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phong trào dân chủ tại Hồng Kông sau khi Trung Cộng siết chặt việc kiểm soát bằng luật an ninh mạng dẫn đến hàng loạt các vụ bắt giữ các nhà hoạt động tại Hồng Kông. Chính trường Nhật Bản sôi động với cuộc đua ghế thủ tướng Cuộc đua tranh cử Thủ tướng Nhật Bản vừa chính thức bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 với số lượng kỷ lục 9 ứng viên, bao gồm hai nữ ứng viên hiếm hoi đánh dấu sự kiện chính trị đáng chú ý của đất nước này. Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền vốn chiếm ưu thế trong Quốc hội, tổ chức cuộc bầu chọn lãnh đạo từ 12 tháng 9 đến 27 tháng 9. Người chiến thắng sẽ trở thành Thủ tướng kế nhiệm Fumio Kishida, đảm nhiệm vai trò quan trọng khi Nhật Bản đang đối mặt với các thách thức về quốc phòng và khủng hoảng nhân khẩu học. Dẫn đầu các cuộc thăm dò hiện nay, là Shinjiro Kojumi, 43 tuổi, cựu bộ trưởng môi trường, và Shigeru Ishiba, 67 tuổi, là cựu bộ trưởng quốc phòng. Ông Koizumi cam kết cải cách chính trị, minh bạch hóa, quỹ chính trị. Trong khi đó, ông Ishiba nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập một tổ chức kiểu NATO ở Đông Á trước các căng thẳng khu vực như Bắc Hàn. Cuộc đua còn nổi bật với hai nữ ứng viên là Shani Ka Kaichi, 63 tuổi, Bộ trưởng An ninh Kinh tế và Ngoại trưởng Yoko Kamikawa, 71 tuổi. Bà Takaichi cam kết xây dựng lòng tin của người dân với Đảng Dân Chủ Tự Do, trong khi bà Kamikawa được đánh giá là một nhà lãnh đạo khéo léo, luôn hỗ trợ các nữ chính trị gia trẻ. Những ứng viên nổi bật khác bao gồm nhà cải cách Taro Kono và Toshimitsu Motegi, người nổi tiếng với các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ phe hamas tuyên bố sẵn sàng ngưng bắn theo lời đề nghị của hoa kỳ phong trào hamas vừa tái khẳng định họ sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngưng bắn dựa trên lời đề nghị của hoa kỳ đồng thời nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện mới nào từ các bên khác trong cuộc gặp gỡ với các nhà đàm phán từ qatar và ai cập tại doha phái đoàn đại diện của hamas đã duy trì thái độ tích cực cũng như linh hoạt trong việc tìm kiếm thỏa thuận ngưng bắn cho khu vực giải gaza phía hamas yêu cầu do thái phải rút quân toàn bộ ra khỏi khu vực này và cho rằng việc quản lý giải gaza là vấn đề nội bộ của người palestine các cuộc đàm phán do qatar ai cập và hoa kỳ làm trung gian hiện nay đang diễn ra để tìm giải pháp hòa bình mặc dù phản đối thế nhưng do thái vẫn duy trì lực lượng tại hành lang philadelphia là khu vực được ta thiết lập như một vùng đệm ngưng bắn nhân đạo Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã công bố đề nghị ngưng bắn gồm 3 giai đoạn, với hy vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột và trao trả tự do cho các công tin. Phe Hamas tuyên bố họ cam kết với những thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán trước đây. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ai Cập là ông Abdel Fattah el-Sisi kêu gọi châu Âu hãy gia tăng sức ép với các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình tại giải Gaza, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Trung Đông. Bắc Hàn phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn Vào ngày 12 tháng 9, Hội đồng Tham mưu trường Liên quân Nam Hàn xác nhận, Bắc Hàn đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra vào ngày vào khoảng 7 giờ 10, giờ, 10 phút sáng. Hiện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn đang phân tích chi tiết của phóng và đã chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các biện pháp giám sát và cảnh giác cũng đã được tăng cường để đối phó với khả năng Bắc Hàn sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa khác. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận một vụ phóng tên lửa nghị nghi là do Bắc Hàn thực hiện và đã ra cảnh báo cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực để bảo đảm an toàn. Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên của Bắc Hàn kể từ ngày 1 tháng 7. Sự việc xảy ra sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố trong dịp quốc kháng rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực vũ khí nguyên tử nhằm đối phó với các liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu trong khu vực. Ông Kim khẳng định Bắc Hàn sẽ không giới hạn khả năng phát triển sức mạnh quân sự và sẽ tăng tốc các nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu này. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Trung Cộng và Philippines đàm phán về vấn đề Biển Đông trong lúc tình trạng căng thẳng leo thang trên Biển Đông. Trung Cộng dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Philippines vào tháng 9 nhằm kiểm soát các vụ tranh chấp giữa hai nước. Ngoại trưởng của Philippines là ông Enric Manalo cho hay, Trung Cộng sẽ tổ chức vòng tiếp theo của các cuộc đàm phán theo nguyên tắc cố vấn song phương để thảo luận về các vụ đụng độ giữa tàu tuần duyên của hai quốc gia vào cuối tháng 8 tại bãi cạn tranh chấp thế nhưng chưa ấn định ngày giờ. Theo ông Manalo, thì đây là lần thứ nhì, những chiếc tàu tuần duyên của Trung Cộng và Philippines đụng độ với nhau trong tháng 8. Tàu của Trung Cộng đã lao vào tàu BRP Teresa Mabanua của Philippines. Ngoài ra, Trung Cộng cũng gia tăng các hoạt động trên không trung nhằm cản trở nhiệm vụ tiếp tế của Philippines. Ông Vincent Kai Parda là chuyên gia nghiên cứu quốc tế cảnh báo về nguy cơ mở rộng đối đầu từ biển lên không trung khi Philippines bắt đầu sử dụng trực thăng để tiếp tế. Trung Cộng cũng đã gia tăng sự hiện diện quân sự trên không trung ở khu vực quần đảo Trường Sa và các hòn đảo nhân tạo khác. Philippines cũng đã gửi 176 văn kiện để phản đối Trung Cộng liên quan tới cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Trong khi đó, Trung Cộng vẫn duy trì tuyên bố chủ quyền gần như toàn vẹn khu vực này dẫn tới tình trạng căng thẳng với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tòa án trọng tài thường trực ở La Hay hồi năm 2016 đã từng bác bỏ yêu sách của Trung Cộng, thế nhưng Trung Cộng vẫn không chấp nhận phán quyết này. Thái Lan điều trực thăng đặc nhiệm giải cứu dân kẹt giữa lũ lụt. Chính quyền Thái Lan vừa huy động trực thăng đặc nhiệm và hải quân để cứu nạn người dân mắc kẹt do lũ lụt sau cơn bão Ragi ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc nửa nước này. Narongpo Kian, lãnh đạo quận hạt Mai Sai, cho biết dù nước lũ đang rút, nhiều khu dân cư ven sông vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương đã điều động trực thăng, xuồng đặc trùng và đặc nhiệm hải quân để giải cứu hàng trăm người dân còn mắc kẹt. Theo ông Narongpo, chính quyền đang chạy đua với thời gian nước vẫn dâng nhanh mỗi khi mưa. Hải quân Thái Lan đã sử dụng chính xuồng đặc biệt của quân đội để vận chuyển hơn 1.000 gói cứu trợ đến khu vực bị ảnh hưởng, trong khi không quân lên kế hoạch tiếp tế thực phẩm và nước cho khoảng 3.000 người gần đập Bang Kwai War. Khoảng 200 người được di tản đến trường học. Cơ quan phòng chống và ứng phó thảm họa Thái Lan cho biết có hơn 9.000 gia đình đã chịu ảnh hưởng từ lũ với ít nhất 9 người thiệt mạng. Chính phủ cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài đến 17 tháng 9 làm tăng nguy cơ lũ quét. Vâng tiếp theo phần tin Hà Châu diễn thần tại Ấn Độ mang lại niềm hy vọng cho các gia đình vô sinh. Lola Kun, hay còn gọi là diễn thần ở thành phố Varanasi của Ấn Độ, đang trở thành niềm hy vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh. Nhiều người tin rằng việc thực hiện nghi lễ tại đây có thể giúp cho họ có con. Và hàng năm, hàng ngàn người hành hương đã đến đây để thăm chiếc giếng cổ này. Varanasi là thành phố linh thiêng của đạo Hindu, là nơi diễn ra lễ hội Lolak Sati hàng năm, thu hút tới hàng ngàn tín đồ tới đây. Họ thực hiện nghi thức tắm nước diễn thiêng và dân lễ vật, với mong muốn được Thánh Thần ban phước cho họ những người con. Cô Rita Visawama, 30 tuổi, cùng với chồng là Deepak, đã lấy nhau 8 năm qua, nhưng gặp nhiều bất hạnh với những lần mang thai sau khi nghe người chị gái kể về việc cô đã sinh con sau khi cầu nguyện tại giếng thiên này, thì Corita đã quyết định cùng với người chồng tới đây cầu nguyện. Không chỉ riêng Corita mà nhiều cặp vợ chồng khác cũng đặt niềm tin vào giếng thần này. Thí dụ như Sarita Yadav, 22 tuổi, đã tới đây suốt 3 năm với hy vọng sinh được con. Còn ông Yaswan Singh là một người cha hạnh phúc cho biết rằng sau khi hành hương lần trước, vợ chồng của ông đã sinh được một bé gái sau 17 năm cố gắng. Theo người Ấn Độ thì giếng Lolakhan qua nhiều thế kỷ vẫn là địa điểm linh thiêng đối với những cặp vợ chồng vô sinh mang lại cho họ niềm tin và hy vọng về việc sẽ có con.